Goa Aludu, Brittany là một thị trấn miền quê nhỏ, sở hữu những phong cảnh đẹp nhất thế giới, làm bất kỳ ai từng nhìn thấy cũng phải sững sờ. Vùng ngoại ô xinh đẹp của nước Pháp lúc này đang là mùa xuân, khung cảnh đất trời hòa quyện vào nhau, vốn tưởng sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp, thì chớ trêu thay, một sự cố bất ngờ xảy ra. Ngày 6 tháng 4 năm 1922, vào khoảng chập tối, khi những chiếc bếp lửa hồng rực cháy nghi ngút khói để chuẩn bị thổi cơm, một khung cảnh bình yên như thường ngày diễn ra theo vòng tuần hoàn của nó, thì bỗng dưng, người dân ở thị trấn nhỏ bỗng nghe thấy tiếng gào thét thất thanh của một người phụ nữ. Mẹ của Pauline Picasso, bà đang cuống cuồng đi tìm cô bé. Cô con gái bé nhỏ mới hồi chiều đó vẫn chạy loanh quanh trong trang trại của nhà mình mà giờ đã biến mất một cách kỳ lạ. Khi đến giờ cơm tối, mẹ Pauline Picasso ra sân gọi cô bé về ăn cơm, nhưng bà không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Anh chị em của cô bé thì đã ngồi vào bàn ăn. Quá lo lắng và sợ hãi, bà nổi điên chạy khắp nơi tìm kiếm con gái mình. Lũ trẻ cũng nhốn nhào đi tìm em, chúng nghĩ chắc Picasso đã sang nhà hàng xóm nào đó để chơi. Nhưng tuyệt nhiên, tất cả mọi hàng xóm xung quanh đều đổ xô đi tìm cô bé. Ai cũng một mực khẳng định cô bé không hề sang nhà họ. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống mà vẫn không thể lần ra dấu vết của Pauline. Một cơn bão đang đến, chiếc váy cô bé đang mặc không thể chống chọi lại với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Sự sống dường như bằng không. Trải qua một đêm không ngủ, gia đình đã quyết định báo cho cảnh sát địa phương. Mọi ngõ ngách trong làng và các khu vực xung quanh đều được khám xét từ trên xuống dưới. Nhưng không một ai tìm thấy bất cứ điều gì. Pauline đã biến mất, không một chút dấu vết. Vụ án cô bé mất tích đầy bí ẩn nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông nước Pháp lúc đó. Họ đặt cho cô bé một cái tên mỹ miều là Pauline Picasso nhỏ xinh. Một cô bé 2 tuổi thì có thể đi đâu, hay kẻ nào đã ra tay bắt cóc cô bé? Nỗi sợ hãi cũng bao trùm lên thị trấn nhỏ vốn rất bình yên. Giờ đây, mọi người luôn phải cảnh giác vì sợ sự mất tích này cũng rơi vào con mình. Nhiều tuần liên tiếp tìm kiếm trong vô vọng, không có một thông tin manh mối nào được báo cáo. Hầu hết mọi người nghĩ cô bé đã bị lợn rừng ăn sạch hoặc là bị những người gypsy lang thang bắt cóc sang vùng khác. Gia đình Pauline bắt đầu buông xuôi, nhiều đêm thức trắng khiến họ suy sụp mệt mỏi. Mẹ cô bé cũng đã khóc đẫm nước mắt, hy vọng con gái có thể trở về. Mọi việc lúc này tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt thì bỗng dưng. Sự quay trở lại diệu kỳ. Phép màu đã xảy đến với gia đình Pauline sau 20 ngày mất tích. Vào ngày 26 tháng 4 năm 1922, gia đình Picasso nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát. Họ nói rằng họ nghĩ họ đã tìm thấy Pauline còn sống. Một cô bé giống hệt với mô tả đã được tìm thấy trong một con hẻm nhỏ. Bà Picasso reo lên trong vui sướng, bà không giấu nổi cảm xúc của mình khi Chúa đã mang con bà trở về. Gia đình đã ngay lập tức đến đồn cảnh sát làng vì nghĩ rằng cô bé đang ở đó. Nhưng không, cô bé đang ở Sebua-Normandia, cách xa hơn 400 km, khoảng 4 giờ lái xe. Quái, làm sao một đứa trẻ 2 tuổi có thể đi bộ hơn 400 km trong 3 tuần trong thời tiết khắc nghiệt thế này? Và rồi nó ăn gì để sống? Một loạt các câu hỏi nghi vấn được đặt ra. Thấy bà Picasso vẫn nghi ngờ, để xác nhận danh tính, các nhân viên cảnh sát đưa ra một bức ảnh cô bé được tìm thấy. Ngay lập tức, bà Picasso bật khóc khi nhận ra cô con gái bé bỏng của mình. Đó là con gái tôi, Pauline đáng thương của tôi. Ôi, nó đã trở về. Hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, vội vàng bắt chuyến tàu đến Sebua đón con gái. Khi họ nhìn thấy Pauline nhỏ bé, bao nhiêu nước mắt và lo lắng dường như đều biến thành một cơn ác mộng trôi về nơi xa. Mọi chuyện lúc này tưởng chừng như đã là một cái kết có hậu. Nhưng không, câu chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu. Những nghi vấn về sự khác biệt. Cho dù báo chí từ Paris tới New York đều đang đăng bài chúc mừng cô bé quay trở về nhà, thì gia đình Picasso sau khi nhận được con gái về lại bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Lúc nhận Pauline, con bé trông rất sạch sẽ như được có ai chăm sóc, không giống với bộ dạng lấm lem khi một mình trải qua sương gió ngoài thiên nhiên như thế. Bởi vì lúc này, công nghệ ADN chưa ra đời nên việc xác nhận quan hệ huyết thống trong gia đình là bất khả thi. Bất chấp những yếu tố kỳ lạ này, gia đình Picasso vẫn quyết định đưa cô bé về nhà. Trong suốt cuộc hành trình, mẹ Pauline đã cố gắng nói chuyện với con, nhưng con bé vẫn hoàn toàn câm lặng, như thể nó không còn hiểu tiếng mẹ đẻ của mình. Cô con gái hoạt bát đáng yêu trước kia, khác hẳn bây giờ, con bé chỉ im lặng, xa cách và không hề muốn thân cận với cha mẹ. Cô bé Pauline được tìm thấy, trông có vẻ gầy hơn, yếu ớt, nhỏ bé. Mọi người đã trấn an gia đình Picasso rằng,
có thể do con bé đã trải qua lần mất tích này nên có thể đã bị tổn thương tâm lý. Người khác lại cho rằng ai đó đã đánh Pauline khiến cô bé bị mất trí nhớ. Vào ngày 12 tháng 5 năm 1922, gia đình Picard quyết định mời cả làng đến gặp con bé. Ai cũng mong chờ điều này vì chính họ cũng là người đi tìm kiếm Pauline và mong chờ con bé trở về. Mọi người đều vui mừng khi thấy Pauline còn sống. Nhưng có một người hàng xóm yêu quý Pauline đã nhận ra một điều là Pauline không thể đứng vững, mà trước khi con bé biến mất, con bé lại có thể chạy nhảy rất hoạt bát. Tất cả những yếu tố kỳ lạ này, mặc dù tích lũy dần khi chúng diễn ra, nhưng đều bị bỏ qua để khiến con bé dễ dàng bắt đầu cởi mở trở lại. Pauline cũng nhận ra con mèo của gia đình, gọi nó bằng tên, cũng như một trong số những người hầu làm việc cho gia đình. Ngoài ra, cô bé cũng bắt đầu nói một vài từ bằng tiếng mẹ đẻ, chẳng hạn như có, không, bánh mì và bố. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Tất cả mọi người trong thị trấn cũng quen với việc cô bé Pauline có vẻ lầm lì, ít nói, gia đình cũng đã bắt đầu tin tưởng vào cô con gái bé nhỏ kia. Nhưng bỗng một hôm, Ivor Martin, một nông dân góa vợ 50 tuổi, đã chạy đến nhà Picard. Ông ta nói với vợ chồng bà rằng chính ông đã lẻn vào trang trại và giết Pauline. Hai vợ chồng vô cùng bất ngờ và khiếp sợ, họ không biết có nên tin vào những lời của người đàn ông này vừa kể không. Ông ta một mực nhất quyết xin gặp Pauline. Khi nhìn thấy cô bé, ông ta ngạc nhiên và hỏi ông bà Picard rằng họ có chắc chắn đó là con gái của họ. Gia đình Picard xác nhận rằng đó thực sự là Pauline. Ông ta lộ rõ vẻ kinh hãi và dường như là nhìn thấy một thứ gì đó. Ông ta hét lên, "Chúa phù hộ tôi mới là kẻ có tội." Và chạy khỏi đó. Không lâu sau, người này đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Ông ta trong trạng thái điên loạn mất kiểm soát. Mặc dù những lời của Ivor Martin rất kỳ lạ, nhưng không ai hỏi thêm câu nào nữa vì họ nghĩ ông ta có dấu hiệu của bệnh thần kinh và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Pauline lại bắt đầu chơi với các anh chị em của mình, vuốt ve những con vật trong trang trại như thường ngày. Tuy nhiên một tháng sau, một sự thật được phát hiện làm chấn động cả nước Pháp. Xác chết bé nhỏ. Vào ngày 26 tháng 5 năm 1922, vụ án đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Khi một người đàn ông đang đi bộ cách trang trại nhà Picard khoảng 900m, anh ta nhìn thấy một vật gì đó lạ, giống như chân người thò ra khỏi lùm cỏ. Vì tò mò, anh ta đã tiến đến gần, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Cảnh tượng trước mặt khiến anh ta kinh hãi, thi thể của một cô bé khỏa thân nằm trên bãi cỏ cách trang trại nhà Picard không xa. Cơ thể bị chia cắt và bị chặt đầu, chỉ còn một chân dính vào cơ thể. Một cánh tay của cô bé cách đó vài mét đã bị động vật ăn thịt. Một vài sợi tóc màu vàng vẫn còn dính vào hộp sọ. Đống quần áo bao gồm một chiếc váy sọc kẻ trắng, một chiếc tất len màu trắng và một chiếc giày. Cô bé nhỏ khoảng chừng 2-3 tuổi. Người đàn ông sợ hãi thét lên kinh hoàng, anh ta chạy thục mạng đến đồn cảnh sát báo án. Cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường, người dân thị trấn thấy vậy cũng kéo nhau đi xem. Những bà mẹ đã bật khóc. Lạy Chúa, ai đã làm điều này với một đứa trẻ cơ chứ? Điều tra viên đã ngay lập tức báo cho gia đình Picard đến để nhận dạng thi thể, vì thời gian gần đây chỉ có gia đình Picard mất đi một cô con gái trạc tuổi này. Khi đến hiện trường, bà Picard đã nhận ra ngay chiếc váy cuối cùng chính tay bà mặc cho Pauline trước khi cô bé biến mất. Bà lao vào ôm đống quần áo đang được xếp ngay ngắn kia. Ôi con tôi, đúng là con tôi rồi. Ông Picard xác nhận chiếc váy và màu tóc vẫn còn vương vãi kia giống hệt với con gái mình. Tuy nhiên, vì thi thể đã mất đầu nên ông không thể chắc chắn rằng đó là Pauline. Có một giả thuyết đưa ra rằng có thể thi thể chỉ mới được vứt ở đó trong thời gian gần đây. Có lẽ hung thủ muốn cảnh sát tìm được. Nhưng hung thủ là ai? Hắn làm như vậy để làm gì? Liệu tên sát nhân kia có phải là người nông dân Ivor Martin điên rồ hay không? Sau quá trình khám nghiệm tử thi và phân tích nguyên nhân tử vong, vào ngày 27 tháng 5, cảnh sát kết luận thi thể được tìm thấy đó là của Pauline Picard. Họ tuyên bố rằng Pauline sau khi mất tích có thể đã đi lạc và không chống chọi được với các yếu tố tự nhiên. Sau đó, giả thuyết tình huống cho rằng Pauline đã mất tích vào tối ngày 6 tháng 4 và chết vì hạ nhiệt thân thể trong cơn bão. Thi thể của con bé ngay sau đó bị các loài động vật địa phương ăn thịt. Nhưng đó chỉ là giả thuyết, mọi đáp án vẫn chỉ là một ẩn số. Một số yếu tố trong vụ án này không phù hợp với tuyên bố chung của phía cảnh sát. Thứ nhất, sau khi Pauline mất tích, khu vực xung quanh trang trại đã được tìm kiếm ít nhất trong 1 km. Cảnh sát và những người dân tham gia cuộc tìm kiếm của bé Pauline đều khẳng định rằng trước đó, họ đã tìm kiếm khu vực vừa phát hiện ra thi thể hàng chục lần nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra điều gì.
Hơn nữa, trong quá trình tìm kiếm, họ đã đi cùng với những con chó theo dõi, chúng hoàn toàn không ngửi thấy xác. Tờ New York Times cũng đưa tin khẳng định, khu vực tìm thấy xác của bé gái đã được tiến hành kiểm tra rất cẩn thận, nếu thi thể có ở đó ngay từ đầu thì chắc chắn phải được tìm thấy. Thứ hai, mùi của xác chết rất nồng khi nó được phát hiện, tại sao không ai ngửi thấy nó trước đây? Thứ ba, gần 2 tháng đã trôi qua, dưới tác dụng của ánh nắng mặt trời, cái xác đáng lẽ ra đã phải bị phân hủy rất nhiều, nhưng tuy nhiên vẫn còn nhiều thịt dính vào cơ thể. Thứ tư, khi động vật tấn công một cơ thể, bụng là một trong những phần đầu tiên bị ăn, nhưng bụng của Pauline thì vẫn còn nguyên vẹn. Thứ năm, thi thể của Pauline trần truồng, quần áo được gấp ngay ngắn cạnh đó, điều này cho thấy đã có sự can thiệp của con người, trước hoặc sau cái chết của cô bé. Tất cả những chi tiết này có thể gợi ý rằng, trên thực tế, phải rất lâu sau khi mất tích, Pauline mới tử vong, nhưng địa điểm tử vong có thể không phải ở nơi này và nguyên nhân cái chết rất có thể do con người làm. Vậy câu hỏi hiện giờ là, cô bé ở nhà Picard rốt cuộc là ai? Cũng chính vì việc phát hiện ra thi thể của Pauline đã khiến gia đình và ngôi làng nhận ra những yếu tố kỳ lạ bao quanh cô bé được tìm thấy ở Cherbourg. Ngoài các yếu tố đã được đánh dấu trước đó, vào thời điểm mất tích, Pauline cao 70cm, tuy nhiên cô bé được tìm thấy chỉ cao 67cm. Hơn nữa, Pauline đã 2 tuổi rưỡi, trong khi cô bé kia chỉ mới 2 tuổi. Cuối cùng là cô bé không nói được gì bằng tiếng Briton, thì đơn giản là vì con bé nó không biết nói ngôn ngữ đó. Trên thực tế cho đến nay, chưa có một cơ sở thông tin dữ liệu nào viết về danh tính của cô bé này. Các nhân chứng cho biết, ngày 25 tháng 4, một ngày trước khi bé gái được tìm thấy, họ nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc xuê xoa bỏ rơi đứa trẻ. Tuy nhiên, người phụ nữ được đề cập đến đã được tìm thấy ngay sau đó cùng với con gái của cô ấy. Do đó, đó không phải là mẹ của bé gái vô danh. Chắc có thể cô chỉ kêu mang đứa bé ấy trong một thời gian ngắn vì điều kiện kinh tế không cho phép. Sự trùng hợp là đứa bé vô danh kia với Pauline như một cặp song trùng. Tiếp nữa là vào ngày 11 tháng 6, một người phụ nữ sống ở Paris đã nhận ra cô bé vô danh đến từ Cherbourg khi cô nhìn thấy những bức ảnh trên báo. Người phụ nữ giải thích rằng cô bé tên là May và cô đã nuôi nấng cô bé được 23 tháng trước khi cô bé được ông bà Picard tìm thấy. Ngày 18 tháng 6, người phụ nữ này được đưa đến gặp đứa trẻ để nhận dạng. Tuy nhiên, cô này nhận ra rằng đó không phải là đứa trẻ mà cô đang tìm kiếm. Và cũng chính vì thế, danh tính của cô bé đến từ Cherbourg vẫn còn là một dấu hỏi. Vào ngày 13 tháng 7, vợ chồng nhà Picard đã quyết định đặt tên cho cô bé kia là Marie-Louise Pauline rồi gửi cô bé về một cô nhi viện ở Cherbourg. Vì đã có khoảng thời gian gắn bó với cô bé nên gia đình cũng đã dành rất nhiều tình cảm đối với phiên bản khác của Pauline. Và cô bé cũng vậy, thể hiện qua cuộc chia tay đẫm nước mắt hôm ấy. Ngoại trừ việc tính cách hơi trầm nhưng cô bé lại rất ngoan và hiểu chuyện. Gia đình Picard không có tiền để chính thức nhận cô bé làm con nuôi. Bởi lẽ, đó là thời kỳ sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, thời kỳ khó khăn ở Pháp. Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất thì nước Pháp bị tàn phá nặng nề, nền kinh tế bị kiệt quệ, tư bản độc quyền Pháp vừa tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước, vừa đẩy mạnh khai thác các thuộc địa để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Nên số tiền họ phải trả để nhận nuôi cô bé là quá nhiều so với thu nhập của gia đình Picard lúc bấy giờ. Sau khi vào trại, cô bé vô danh đến từ Cherbourg kể rất nhiều về những người anh chị em của mình ở trang trại, về bố mẹ nuôi, về những kỷ niệm với gia đình Picard. Cô bé có vẻ buồn, một nỗi buồn ngây thơ của đứa trẻ 2 tuổi hiện rõ trên khuôn mặt non nớt. Năm 1924, tức 2 năm sau khi vào cô nhi viện, cô bé đã bị mắc căn bệnh sởi quái ác và qua đời trong cô độc. Nghe tin, quá đau buồn và thương xót cho cô con gái hờ, vợ chồng nhà Picard đưa thi thể cô bé về chôn cất trong khu mộ của gia đình. Cô bé được cho là đã qua đời vào ngày 6 tháng 4 năm 1922, cũng tức là ngày Pauline Picard mất tích. Sự trùng hợp này khiến người ta nghĩ ngay đến một giả thuyết rằng liệu Pauline và cô bé vô danh kia có thực sự là một cặp song trùng hay không? Thực chất, có rất nhiều cặp song trùng trên thế giới. Một vài trường hợp khi một người kia chết đi thì không lâu sau đó, người còn lại cũng sẽ tử vong không rõ nguyên nhân, mặc dù không có cùng huyết thống. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp hay hiện tượng siêu nhiên chưa có lời giải đáp? Như trường hợp của Catherine Đại Đế là một ví dụ, bà là vị nữ hoàng đầy quyền lực và là một nhân vật nguy hiểm của Nga vào thế kỷ 18. Chuyện kể lại rằng trong một đêm, khi nữ hoàng đang nằm nghỉ, thì hai cô hầu gái bảo rằng họ vừa mới trông thấy bà vào phòng thiết chiều. Bà đã đến điều tra sự việc ngay sau đó và bắt gặp chính mình đang điềm tĩnh ngồi trên ngai vàng.
nữ hoàng đã ngay lập tức lệnh cho lính gác bắn hồn ma này và vị nữ hoàng cũng đã qua đời một thời gian không lâu sau đó, nguyên nhân tử vong được cho là đột quỵ. Quay trở lại với vụ án, qua hơn một thế kỷ, vụ án này vẫn còn là một trong những vụ án kỳ bí nhất ở Pháp. Người ta không cách nào hiểu được tại sao lúc ban đầu, vợ chồng nhà Bicas lại khăng khăng rằng cô bé được tìm thấy ở Sebourg là con mình. Vẫn còn rất nhiều nghi vấn ở đằng sau. Một vài chuyên gia tâm thần học cho rằng, sau khi con cái bị mất tích, cha mẹ thường có tâm lý hoảng loạn, trong tình trạng cực kỳ bi thương, họ đã tự động nhận một cô bé khác làm con mình. Như tôi đã nói ở trên, vào thời ấy, kỹ thuật xét nghiệm ADN vẫn chưa xuất hiện, người ta không cách nào chứng minh được quan hệ nhân thân. Theo nghĩa thì là chúng ta thậm chí không thể biết liệu thi thể được tìm thấy kia có thực sự là của Pauline hay là của một đứa trẻ khác. Vì thế, bi kịch này trở thành một vụ án bị bỏ ngỏ. Điều tôi thấy đáng buồn trong vụ án này không phải là một mà có đến hai nạn nhân chỉ mới 2 tuổi. Pauline, người đã biến mất, và cô bé vô danh đến từ Sebourg. Khi chúng ta chẳng bao giờ biết bé gái ấy thực sự là ai. Vụ án khép lại vẫn còn là một chương dang dở, hung thủ sẽ không bao giờ được tìm thấy. Có thể là người nông dân điên rồ kia, những người hàng xóm đáng tin cậy, hay chính là gia đình Bicas. Vụ án có thật này đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim Changeling, đứa trẻ thất lạc. Bộ phim nói về Christine, một bà mẹ trẻ đi tìm cậu con trai Walter đã biến mất bí ẩn. Một tháng sau những nỗ lực tìm kiếm, một cậu bé trai được cho là đứa con 9 tuổi bị mất tích của Christine lại bất ngờ đứng trước cô. Đứng trước phóng viên đưa tin và những cảnh sát cùng những cảm xúc xung đột mãnh liệt đang diễn ra trong lòng, Christine chấp nhận cho cậu bé nọ ở lại nhà, dù trong thâm tâm cô biết rằng đứa bé kia không phải là Walter, đứa con trai bé nhỏ của mình. Các bạn nghĩ sao về những tình tiết còn là một ẩn số trong vụ án này? Hãy nêu ý kiến của mình trong phần comment bên dưới cho Panda biết nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tra án tiếp theo của trinh thám Panda.